Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của mẹ Bảo Hân. Hôm nay mẹ Bảo Hân sẽ đến với các bạn trong một cái video chia sẻ về cách trang trí để tỉa ra được một đĩa xoài từ xoài hạt nếp nhé. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy đó là những quả xoài hạt nếp. Thì kinh nghiệm của mẹ Bảo Hân, chọn xoài hạt nếp thì mẹ Bảo Hân thường chọn những quả nhỏ. Thường là quả nhỏ thì ngon hơn là quả to các bạn ạ. Và hiện tại thì bây giờ đang là tháng 4. Tại Hà Nội thì tại các chợ hầu như đều có cái xoài này và mất rất là rẻ. Nó chỉ 15 đến 20 nghìn một cân. Và mẹ Bảo Hân thì cứ thích quả nhỏ nhỏ thì ăn ngon hơn và ăn được nhiều hơn, thậm chí giá lại còn rẻ hơn nữa. Nếu như mà các bạn mua với cái quả to hơn thì giá lại cao hơn. Nhưng mà thực tế thì mẹ Bảo Hân kinh nghiệm rồi là thấy là những cái quả nhỏ ấy, thì ăn lại dễ ăn và ngon hơn nhé. Các bạn vừa nhìn thấy cái hạt mà mẹ Bảo Hân chia sẻ. Thì mẹ Bảo Hân không biết là cái nguồn gốc của xoài hạt nếp là từ ở đâu. Thế nhưng mà cứ đến mùa tháng 3, tháng 4 thì tại Hà Nội rất nhiều ở trên đường phố Hà Nội. Và năm nay thì chúng ta đang nghỉ vì cái kỳ dịch Covid-19. Thế nhưng mà các cái hoạt động về chợ búa thì vẫn được bình thường, diễn ra bình thường. Và mẹ Bảo Hân cũng vẫn đi chợ bình thường và mua được những cái cân xoài giá vẫn rất là hợp lý. Chỉ 15.000 một cân thôi. Và hôm nay thì mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ cái cách để tạo ra được một cái đĩa xoài mà các bạn có thể dùng cái con dao tỉa để chúng ta có thể tỉa ra được nó nhé. Đầu tiên thì chúng ta sử dụng cái phần má xoài. Chúng ta đi thành hình chiếc lá. Sau đó chúng ta sẽ tỉa các cái phần gân bên trong. Và cũng chia sẻ luôn là với cái mẫu này ấy, thì các bạn phải dùng đến dao tỉa nhé, còn dao nhọn thì sẽ là khó đấy. Thời gian vừa qua thì cũng là vì nghỉ, vì dịch Covid-19 thì mẹ Bảo Hân cũng đã đưa ra rất nhiều những video đơn giản, cơ bản nhất. Bởi vì đó là những video sẽ chia sẻ với các bạn học sinh lớp 6 trường Amsterdam, cũng như là các bạn học sinh trung học cơ sở. Thế nhưng mà cũng nhận được rất nhiều những các cái thông tin phản hồi từ một số khán giả của chúng ta là các bà, các mẹ cũng rất thích những cái video cơ bản như thế. Bởi vì có cái tiện của nó, cái video cơ bản thì nó tiện ở chỗ là chúng ta sẽ sử dụng được những con dao rất cơ bản trong gia đình, không nhất thiết phải dùng đến dao tỉa, đúng không ạ? Thì thực ra cũng chia sẻ với mọi người là trước đây thì mẹ Bảo Hân cũng không sử dụng dao tỉa đâu. Bởi vì mẹ Bảo Hân không phải dân chuyên nghiệp về cái nghệ thuật này. Mãi sau này thì khi mẹ Hân học nâng cao lên, tự học nâng cao thì mẹ Hân mới mua thêm dao rồi mua thêm các dụng cụ khác. Chứ còn trước đây thì mẹ Hân cũng chỉ tỉa bằng dao nhọn thôi. Nhưng mà đương nhiên là khi các bạn muốn nâng cao hơn, các bạn muốn cái tác phẩm của mình đẹp hơn thì các bạn phải mua dao tỉa nhé. Thì cái con dao tỉa mà mẹ Hân đang cầm ở đây là cái dao Quy Huy của Thái Lan. Thì nó có giá khá là cao, nó có giá là 150.000 đồng. Thì mẹ Hân mua của bạn Ngọc Sơn, Caravinh. Và cũng rất nhiều bạn khác có cái chất lượng dao rất tốt. Thì các bạn có thể đăng nhập vào cái Facebook của mẹ Bảo Hân, có cái nhóm hội thiền tiểu hoa từ rau củ quả ấy. Thì các bạn có thể mua trên đó được nhé. Thì mẹ Bảo Hân cũng đã giới thiệu một số các cái nhà cung cấp khá là ok mà các bạn có thể mua được. Thế còn ngoài ra thì nếu như mà chúng ta không có điều kiện để mua những cái dao chất lượng tốt, hoặc là những cái dao mà gọi là dao chuyên nghiệp, thì chúng ta cứ ra chợ chúng ta mua cái dao Quy Huy, cái dao quắm của Thái ấy. Chỉ 15-20 nghìn nữa. Thì đương nhiên là cái chất lượng thì luôn luôn đi cùng với lại cái giá tiền, đúng không ạ? Thường thì trước đây mẹ Bảo Hân cũng đã dùng cái dao đấy rất là nhiều. Nhưng mà mẹ Bảo Hân thì thích là nó phải sắc. Thực ra con dao đấy tỉa rất là thích, nhưng mà nó rất nhanh cùn. Bởi vì cái chất lượng dao thì các bạn biết rồi, 15-20 nghìn, nó không thể nào mà nó ok được như là cái chất lượng dao mà 150 đến thằng tiền triệu được, đúng không ạ? Thì mẹ Bảo Hân cũng có một vài con dao, ví dụ như là dao dao bút Thái Lan. Thì cái dao đấy thì giá nó không thể dưới 700-800 nghìn được, nó phải từ 800 nghìn trở lên mới có thể sử dụng được. Hoặc là có những con dao hơn 1 triệu bạc. Thế nhưng mà khi mà các bạn gọi là chuyên nghiệp rồi thì các bạn lúc đấy chúng ta có điều kiện chúng ta theo đuổi thì nó cái giá nó hợp lý. Còn khi chúng ta mới bắt đầu thì chúng ta không nên phải quá cầu kỳ vì điều đó. Mẹ Bảo Hân cũng bắt đầu khởi đầu từ những con dao nhọn, và sau đó thì đến con dao Kiwi ngoài chợ 15-20 nghìn. Thế còn bây giờ thì mẹ Bảo Hân có thể mua một lúc khoảng tầm 15-20 con Quy Huy một lúc. Bởi vì cái sự lười của mẹ Bảo Hân thì nó rất cao, phải chia sẻ với các bạn như thế. Mẹ Bảo Hân lười cái việc là phải mài dao. Thế cho nên là mẹ Bảo Hân cứ mua 15-20 con Quy Huy cùng một lúc. Với những con đấy chỉ 15.000 thôi.
thì về tỉa một thời gian là nó sẽ hỏng, nó sẽ bị lỗi. Thì mẹ bảo Hân không mài lại, với dao đấy mài lại cũng không giải quyết được cái gì. Thế cho nên là mẹ bảo Hân sẽ bỏ. Còn thực ra là với mẹ bảo Hân thì khi mẹ bảo Hân đã phát triển cái kênh như thế này thì các bạn cũng hiểu là với tốc độ phát triển của kênh thì mẹ bảo Hân mới có kinh phí để có thể mua được như thế. Cũng giống như là khi làm những các cái kênh về ăn uống đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy là những cái kênh mà người ta bỏ ra 10 triệu, 20 triệu ăn một ăn. Thế nhưng mà cái tiền người ta thu được từ quảng cáo Google thì nó lại hơn đó rất nhiều, chứ không phải là người ta hoang phí về điều đó. Thế cho nên là với mẹ bảo Hân thì có nhiều bạn sẽ bảo là làm cái gì mà hoang phí đến mức mà mua ra 1 triệu bạc, đúng không ạ? Thậm chí là nhiều bạn vào comment nói mẹ bảo Hân là tại sao chị tỉa hoa quả thấy phí đấy, đúng không ạ? Thế nhưng mà các bạn phải hiểu điều đó, khi để làm đầu tư, để làm video thì các bạn phải đầu tư. Và cái nhất, cái thứ hai nữa là khi kênh các bạn phát triển rồi thì các bạn cũng cần phải có cái sự đầu tư nó tốt hơn, cái tác phẩm của bạn nó cũng khỏe mượt hơn. Ngoài cái vấn đề nội dung thì cái tác phẩm cùng với đó là cái công việc của chúng ta thì chúng ta phải sử dụng nó nhiều hơn. Thế còn hôm nay thì chia sẻ lan man một chút, thật sự là hôm nay mẹ của Hân rất là đau đầu, rất là mệt, nhưng mẹ của Hân vẫn phải tiếp tục lên video hàng ngày, bởi vì các bạn biết là đang dịch Covid-19 và các nhà quảng cáo gần như là rất nhiều nhà quảng cáo bị phá sản, các công ty phá sản rất nhiều, dẫn đến là các kênh YouTube thì phải chia sẻ với các bạn là chúng tôi làm việc cực kỳ vất vả. Nếu như để duy trì được kênh, kinh tế gần như là gần như về không. Trước đây thì có thể là các bạn sẽ nhìn thấy là những cái lượt xem thì có thể là cao thì sẽ được nhiều tiền, đúng không ạ? Thấp thì sẽ không được, nhưng bây giờ thì cao cũng không được là bao nhiêu, bởi vì các nhà quảng cáo gần như đã bỏ cái chức năng quảng cáo rất nhiều. Đặc biệt là các bạn thấy là gần như bây giờ về mảng du lịch là các chức năng quảng cáo gần như không có nữa rồi. Thế cho nên là các YouTuber cũng rất là vất vả. Chúng tôi vẫn phải làm việc ngày ngày ra video. Thế nhưng mà cái số tiền mà chúng tôi nhận về thì không hề là cao như trước đây nữa. Cũng là một cái tình trạng chung đối với tất cả những ngành nghề khác trong nhà nước thôi, trong cái thời kỳ dịch Covid-19 thôi. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn luôn phải cố gắng. Các bạn nào đã làm YouTube thì các bạn quá hiểu, đúng không ạ? Chúng ta vẫn phải cố gắng, vẫn phải tiếp tục đồng hành. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ cần dừng thôi, đúng không, thì cái lượt xem chúng ta sẽ giảm xuống, cái giờ xem giảm xuống, và thậm chí là có bạn sẽ bị chấp nhận mất kênh của mình. Cái đấy là điều đương nhiên xảy ra. Thế nhưng mà với mẹ bảo Hân thì ngoài cái việc làm YouTube thì có thêm thu nhập từ YouTube, thì mẹ bảo Hân còn làm một việc khác nữa, đó là dùng chính kênh YouTube của mình để quảng cáo các sản phẩm của mẹ bảo Hân.com. Thế cho nên mẹ bảo Hân vẫn tiếp tục làm việc hàng ngày, video vẫn ra hàng ngày để chia sẻ với mọi người. Và đặc biệt là các sản phẩm của mẹ bảo Hân thì vẫn bán trên toàn quốc. Mặc dù là cái sản phẩm trà hoa cúc tuyến vua giấy điện lạnh là một trong những sản phẩm mà mẹ bảo Hân đã cung cấp ra thị trường nước ngoài rất nhiều, đặc biệt là thị trường của Hoa Kỳ và thị trường Canada, thị trường Pháp. Đấy là những cái thị trường mà mẹ bảo Hân đã cung cấp trà hoa cúc cho Việt Kiều của chúng ta ở những nước này rất là nhiều trong những năm vừa qua. Thế nhưng mà trong dịp này thì coi như mẹ bảo Hân đứng im rồi. 3 tháng nay là mẹ bảo Hân không xuất được một lạng trà nào đi đến các nước này, bởi vì các bạn cũng biết là cái con đường sách tay đi đến các nước này là đóng cửa. Vâng, và rất nhiều bạn thì đã kinh doanh trên con đường là sách tay các mặt hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Còn mẹ bảo Hân thì làm được ngược lại, đó là chuyển hàng sách tay từ Việt Nam đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là với thị trường châu Âu. Thế nhưng trong thời gian thì dịch Covid-19 thì tất cả các chuyến bay đã đóng cửa rồi, và mẹ bảo Hân cũng không thể nào đi theo cái con đường đó để bán sản phẩm nữa. Nhưng mẹ bảo Hân vẫn tiếp tục bán sản phẩm trà hoa cúc tuyến vua giấy điện lạnh tại thị trường Việt Nam và xếp hàng trên toàn quốc, bởi vì bưu điện không hề nghỉ. Các bạn hoàn toàn có thể mua hàng tại nhà bảo Hân.com nếu như các bạn ở Việt Nam, trên toàn quốc. Hãy gọi điện trực tiếp cho mẹ Hân qua số 0977 659 472 để mẹ Hân có thể trực tiếp tư vấn cho các bạn và chia sẻ với các bạn về cái cách mà uống trà cũng như là cái lợi hại của cái việc sử dụng trà hoa cúc như thế nào, cũng như là một số các sản phẩm của mẹ Hân.com nhé. Và đừng quên cứ 7 giờ tối thì hãy tham gia kênh Mẹ Bảo Hân để có thể xem được những cái video về cắt tỉa hoa quả
về nội trợ nấu ăn và về những kinh nghiệm thảo mộc thảo dược mà mẹ Bảo Hân có được, mẹ Bảo Hân chia sẻ lên trên kênh. Và một điều nữa là rất mong bạn hãy ủng hộ mẹ Bảo Hân bằng cách nhấn like, share và đăng ký kênh nếu như bạn chưa đăng ký kênh để ủng hộ cho mẹ Bảo Hân nhé. Vậy là chúng ta sau một hồi luyên thuyên của mẹ Bảo Hân thì các bạn có thể nhìn thấy rằng cái video của chúng ta đã đi đến cuối con đường. Và các bạn hoàn toàn có thể vừa nghe mẹ Vân luyên thuyên và vừa học thêm được một cái mẫu cắt tỉa rau củ quả, một cái mẫu cắt tỉa để trang trí được quả xoài, khá là đơn giản, nhanh và cũng khá là bắt mắt đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ xếp những chiếc lá chung quanh và chúng ta tạo một bông hoa ở giữa. Vậy là chúng ta sẽ có được một cái đĩa xoài trang trí đẹp mắt. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của mẹ Bảo Hân và chúc cho bạn có thể đi qua kỳ nghỉ Covid-19 ở nhà một cách khỏe mạnh nhất và sẽ trở lại hoạt động với nền kinh tế mà chúng ta có thể bứt lên được, chúng ta có thể thoát ra được một cái năm rất là đáng buồn từ đầu năm đến giờ đúng không ạ? Từ khi hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì chúng ta đã phải vấp phải một cái kỳ nghỉ mà có lẽ là tất cả mọi người đều đang nói rằng đó là kỳ nghỉ Tết dài nhất từ xưa đến nay. Và hôm nay khi mà con làm video